Ăn cơ chơi lớn mọi người ơi, mua 2 viên pin với giá là 16.000, tặng 2 phần quà trị giá đó là 1.200.000, đúng hơn là 1.299.000 nha mọi người. Kinh khủng chưa? Rồi thì xin chào tất cả mọi người. Hôm trước mình có đăng ở trên fanpage á, đó, viên pin 16.000 nè, tặng phần quà như mình vừa nói á. Và hôm nay sản phẩm đã về đến trên tay của mình rồi nha. Nói chung á là mình đặt tới 5 sản phẩm lần nhưng mà bị hủy 2 rồi, giao cho mình có 3 thôi. Và trên group mình thấy cũng có rất nhiều bạn kêu là bị hủy nha. Rồi, nói chung cũng khá may mắn là mình nhận được 3 phần quà. Đó. Thì các bạn thấy nè, có luôn cả viên pin, có luôn cả phần quà trị giá 1.299.000, nhưng mà nó chỉ cái hộp của nó nè, có nhiêu đây thôi. Rồi, và đây là thông tin chi tiết đơn hàng, các bạn có xem nha. Shop mình mua nè, shop Anker. Đây là một shop mall ở trên Lazada luôn nha mọi người. Viên pin 16.000, tặng đó là hộp Nestle hoặc là hộp Nestle cái gì vị Việt Quốc á. 999.000 nha. Hộp Nestle mắc vãi đạn luôn, mình cũng chả biết hộp Nestle này nó có vàng ở trong hay sao á. Rồi tiếp đó là một cái phần quà ngẫu nhiên trị giá 300.000 đến từ Anker nha. Rồi các bạn có thấy nè, tổng đơn hàng á là 1.315.000, tiền phí vận chuyển rồi được giảm đồ này kia nè, cuối cùng đơn hàng chỉ có 18.538 đồng thôi. Rồi và đây là ba hộp đóng gói của sản phẩm mà mình được giao nha. Nói chung là trong đây sẽ có viên pin 16.000, kèm theo đó là sẽ có luôn phần quà trị giá đó là 1.200.000 nha mọi người. 1.299.000 lận chứ không phải là 1.200.000 nữa. Đầu tiên số tiền thu hộ các bạn có thấy nè, 18.538 đồng nha. Đó, mua là có quà bộ 2 viên pin 3A nè, tiếp đó là một hộp Nestle và quà ngẫu nhiên 300.000 nha mọi người. Đó, trong đây sẽ có 3 sản phẩm luôn. Ở bên dưới thì sẽ còn có một cái tem niêm phong. Tiếp hộp tiếp theo này nó sẽ dài hơn nha mọi người. Ở đây là bộ 4. À, đây là bộ 4 viên pin nha. Shop chỉ giải quyết khiếu nại khi có clip quay video mở hộp. Đầu tiên thì mình sẽ đến với cái hộp nhỏ trước nha. Rất là lâu rồi mình không có làm những cái có phần quà bí ẩn này. Không biết đây có phải là một clip gọi là bóc phốt không? Clip bóc phốt Anker vì chương trình sale ảo. Để mình xem thử nha. À, nếu như Anker mà chơi lớn vậy thì ôi, mình không biết lỗ bao nhiêu. Tại vì hôm đó rất nhiều người đặt nha, chứ không phải là chỉ mình. 16.000 tặng phần quà 1.300.000. Và đây chính là hai pin pin mà mình đặt cho mọi người. Pin 3A, pin loại nhỏ dành cho remote đồ này kia. Ở mặt sau thì nó sẽ còn có cái security code check nè, để mình có thể check xem phải hàng chính hãng của Anker không nha. Rồi và bên dưới Nescafe. Hai bịch Nescafe. Nói chung là ghi nguyên một hộp mà có hai bịch thôi. Một bịch, hai bịch này trị giá đó là 999.000, có nghĩa là một bịch đó thì nó sẽ là 449.500 nha mọi người. Một gói cà phê này 449.500. Khi uống vào các bạn sẽ thành tiên nha. Chắc mình kiếm một cái tủ á, mình chưng lên luôn. Đây là gói cà phê đắt nhất lịch sử. Đậu phộng. Con rồi năm với ai gọi nữa. Bỏ lộn, con Star 5. Tiếp đó phần quà trị giá 300.000. Các bạn nào hồi hộp giống mình không? Đây, một cái ốp. Không hộp, không gì hết. Một cái ốp thôi, trị giá 300.000 nha anh em. Ồ, nói chung ốp này cũng khá xịn nha. Ốp rất là dày á. Thôi, cái ốp này 300.000. Ốp này như là ốp 7 Plus hoặc là 8 Plus nè. Để mình tí. Đây, mình có con iPhone 7 Plus đây nha. Để mình đeo vào thử cho mọi người xem. Wow, vừa y luôn. Nói chung là đây là một cái ốp chống sóc rất là xịn sò nha mọi người. Bộ ốp chống sóc rất là ngon luôn á. Ngon, ốp ngon. Nhưng mà với giá 300.000 thì nó hơi mắc quá không ta. Để mình tí mình sẽ xịt thử thương hiệu cho mọi người nha. À, đúng thiệt là 300.000 nha mọi người. Đây là cái ốp ở trên Shopee nha, ốp cho 7 Plus, 8 Plus luôn. Giống y chang cái ốp mình đang trước mặt mọi người luôn nè. Thì cái ốp này cái giá của nó là 300.000, nhưng mà hiện tại đang giảm 50%, đó là còn 150.000 nha. Wow. À, ốp xịn á, chứ không phải là ốp giỡn nha. Cũng 150.000. Nói chung là cũng lời bỏ rồi. Viên pin này mua 16.000,
tặng góp 150, thêm 2 bịch Nescafe Nescafe 449.500 đồng. Nó giỡn đây, bịch Nescafe này thì tầm 3.000-4.000 nha. Nói chung là đó, góp. Trời ơi, chống sốc cực kỳ dày nha anh em, cực kỳ dày, cực kỳ xịn, chứ không phải là một những cái ốp mà 20-30 ngàn đâu. iPhone 7 Plus, 8 Plus. Ồ, ngon lành cành đào. Rồi, mình sẽ đến với hộp tiếp theo. Đó là cũng là hai viên pin và phần quà bí ẩn. Không biết giờ cho ốp gì đây. Cầu trời, mình đang thiếu ốp con iPhone XR nè, mình để đây sẵn luôn rồi. Để đó, có được tặng á, mình có thể đeo vào luôn. XR mình chưa có ốp nha. Đầu tiên đó là viên pin cũng giống vậy. Tiếp đó vẫn là hai gói cà phê. Ê, cà phê khác nha. Ở đây có hai gói, một gói cappuccino, một gói là latte vị hạt phỉ. Rồi, và tiếp theo cũng là một cái ốp. Mình thấy cái ốp này có một cái hộp á, nhưng mà tại sao mình không biết. Bây giờ mình chỉ còn có cái ốp không thôi. Tiếp theo cũng là ốp 7+, 8+. 7+ này mình muốn bán rồi, mà bây giờ nó tặng thêm hai cái ốp nữa, muốn khóc luôn. Ốp trị giá 150 anh em, chứ không phải là những ốp mà dạng xoàn xoàn. Rồi xong, cuối cùng cái hộp rất là dài. Cái gì đây, cái gì đây? Trời ơi, chẳng lẽ là ốp nữa hả? Đó, nó phải như vậy nè anh em. Nó phải có một cái hộp. Đây, Carapaz. Các bạn thấy nè, Carapaz by Anker. Đó, thì đây là một cái ốp đến từ Anker nha. Ốp rất xịn sò luôn á. Đây là iPhone X. Mất, tại sao không phải lấy rơi iPhone X, khóc luôn. Ốp này là nguyên hộp nha, còn ốp kia là ốp không hộp. Đó, nói chung là cũng ốp iPhone X thì chắc mắc hơn ạ. Để tí mình sẽ xem thử giá nha. Đây anh em ơi, ủa ốp này không có chống sốc. Ôi, ốp iPhone X này chỉ là một cái ốp thường thôi nha anh em. Một cái ốp thường thôi, nhưng mà cho hộp, chứ không phải là ốp chống sốc. Đây, một ốp thường thôi. Má cái từ XR không vừa. iPhone X nó nhỏ hơn XR cũng khá khá, cho nên nó không vừa. Ốp này mắc hơn nha, mắc hơn ốp chống sốc này luôn á. Trời ơi, nhìn nó ốp chống sốc xịn sò hơn rất nhiều. Ốp này chỉ là một cái ốp bình thường thôi, nhưng mà ốp này tới 400.000 và giảm còn 200 nha. Trời ơi trời, một cái ốp rất bình thường luôn, 200.000. Tiếp đó là 4 viên pin. Cái hộp này á thì mình đặt là 4 viên pin cho quà cũng xịn sò hơn, anh em thấy không? Đặc biệt bên dưới nè sẽ là 4 bịch nha. 4 bịch cà phê. 4 bịch cà phê, 4 vị khác nhau luôn. Mua cục pin. Đó, cục pin mắc gấp đôi, tặng 4 bịch. Tặng nhớ cũng xịn hơn tí. Thì nếu như tính ra 999.000 thì một bịch này còn nhiêu ta? 224.250 đồng. Nhầm, 224.750 đồng. Nói chung là mình tính cho vui thôi. Mình tính có sai thì anh em bỏ qua nha. Nói chung là học đó là hồi đó học sinh giỏi toán. Đó, 4 bịch. Trời ơi trời, chân tủ thì anh em không dám uống. Nó kêu hấp. Đó, thì nói chung á, mình thấy là cũng rất nhiều anh em bu vào chửi Anker sale ảo, sale này kia các thứ đúng không? Thì nói chung với giá 16.000, các bạn được một cái ốp 150, có thể là không phù hợp với điện thoại các bạn á, thì có thể đăng bán lại 50.000 cũng được. Nói chung cũng lời hai bịch Nescafe. Và anh em có viên pin này mà, có lỗ gì đâu. Nhưng mà cũng thực sự là phải nói là Anker chơi kiểu này không đẹp. thà đừng có đăng gì mà một hộp cà phê, một hộp Nescafe trị giá 999.000, cuối cùng thì tặng cho mọi người hai gói và phần quà 300.000 một cái ốp. Thì cái ốp này thì mình chấp nhận được, tại vì giá thực sự, cái giá mà chưa sale á của cái ốp này thì vẫn là 300.000 nha. Nhưng mà Nescafe này thì rồi. Và nói chung là anh em nào mà muốn săn những cái sản phẩm hay hay vui vui giống như vậy nè, những sản phẩm mà sale hot á, thì có thể theo dõi fanpage của mình nha. Có thì mình sẽ đăng ở trên fanpage tương tự như cái chương trình sale của Anker này. Rồi, và mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.